Vâng, kính thưa đồng bào quý mến, chương trình ta ngày hôm nay một lần nữa chúng ta làm việc cùng nhau giải tán thế giới cộng sản bằng cách là chúng ta dùng quyền năng của cha trời Giêsu ban cho để chúng ta làm việc cho nhanh chóng, bởi vì cộng sản là việc làm của quỷ Satan. Vì thế chỉ có quyền năng của Cha Trời Thượng Đế toàn năng mới có thể giải tán hoặc là cô lập hay là tiêu diệt bọn Sa tăng cộng sản. Nói đến đây thì chúng ta cần phải nhận diện rõ ràng là những con người tự xưng là cộng sản Việt Nam và họ tự nhận là họ là những con người người Bắc Bắc Kỳ Việt Nam, và họ tự nhận họ là đỉnh cao trí tuệ, và họ đã và đang sát hại và đưa dân tộc và đất nước Việt chúng ta xuống tận cùng của sự phải nói là đau khổ, nhọc nhằn và bần cùng khốn khổ, cũng như mất mát những tình thương yêu quan trọng và vĩ đại nhất mà sự sống của con người cần được có để sống cho thật sự là sống tràn đầy ý nghĩa của cuộc đời, liên hệ và tồn tại cùng càn khôn. Và đến ngày hôm nay, 21 tháng 5 năm 2018 dương lịch, giờ Sài Gòn bây giờ thì là khoảng 12 giờ trưa. Và kính thưa đồng bào thương mến, Hội đồng Quốc nguyên Việt Nam một lần nữa xung trận làm việc phụ giúp đồng bào để chúng ta cùng nhau dùng quyền năng của thế giới thiên loại làm việc giải tán bọn Sa tăng cộng sản. Và thưa đồng bào quý mến, ngày hôm nay chúng tôi sẽ nhắc nhở cho đồng bào được biết là dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta đã được Thượng Đế toàn năng ban cho một vị cứu tinh để làm việc phụ giúp đồng bào làm việc giải tán bọn Sa tăng cộng sản và bọn con buôn thế giới, cũng như giải tán bọn lo đong đầy những túi tham còn đấy, bọn đầu cơ tích trữ. Họ là những con người mà phải nói là đã gây ra quá nhiều tội ác từ cổ chí kim. Họ luôn luôn có những túi tham còn đấy, những túi tham ham mê dục vọng vật chất, danh vọng ảo quyền thế gian xảo. Và đến thế kỷ 20 thì họ lại có danh xưng là cộng sản, và một lần nữa cộng sản là việc làm của ác quỷ Sa tăng, bởi vì chúng nó tự nhận là vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo và vô sản, và chúng nó chỉ có muốn cộng tài sản, tất cả tài sản của người khác, và ngay cả chúng nó muốn cộng tư tưởng của người khác để mà chúng nó cai quản và hưởng thụ. Thế thì việc làm của chúng nó là việc làm của quỷ Sa tăng, bởi vì chúng nó là ham mê, tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, ham mê dục vọng vật chất, danh vọng ảo quyền thế gian xảo, ích kỷ, kiêu ngạo và rất là sắc sược, xảo trá và sắc láo, và đồng thời là phải nói là u mê và bựa, và đồng thời chúng nó rất là tàn ác, bởi vì đó là việc làm của quỷ Sa tăng cộng sản. Cộng sản là việc làm của quỷ Sa tăng. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, và đến giờ phút này thì đồng bào biết là ở tại đất nước Việt Nam chúng ta là đang lâm vào cảnh tận cùng của sự nhọc nhằn và bon chen đau khổ, cũng như là phải nói là đời sống rất là bấn loạn và không có ngày mai, bởi vì qua việc làm
ác độc của bọn cộng sản thì đã và đang đưa dân tộc Việt Nam chúng ta đến những cái bức thang tận cùng của đau khổ. Và thưa đồng bào thân mến, chuyện gì cũng vậy, đến một cái lúc mà quá đáng thì đương nhiên sẽ có một sự thay đổi. Thì kính thưa đồng bào, sự thay đổi đặc biệt này một lần nữa được thể hiện qua quyền năng của cha trời Thượng Đế toàn năng. Và đây là phải nói là một tin mừng vô cùng vĩ đại cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Bởi vì qua bao nhiêu thế kỷ vừa qua, chúng ta đã và đang mong chờ những giây phút, những ngày tháng, cũng như là những sự thay đổi, thực sự thay đổi vì nền độc lập và hạnh phúc thực sự của dân tộc và đất nước Việt chúng ta. Và cũng như đồng bào cũng biết là lịch sử Việt Nam chúng ta cứ cách vài trăm năm thì Thượng Đế toàn năng ban cho một vị lãnh đạo, một vị cứu tinh để làm việc cứu dân và cứu nước nước Việt chúng ta. Và mấy thế kỷ vừa qua cho đến ngày hôm nay thì chúng ta phải nói là vui mừng, là bởi vì chúng ta cần phải quá vui mừng luôn, là bởi vì Thượng Đế toàn năng đã thương xót và đã chấp nhận lời van xin cầu khẩn của ông bà tổ tiên chúng ta và của những người Việt Nam hiền hòa, và nhất là của những người và những gia đình đã mất mát quá nhiều vì chiến tranh, vì bọn cộng sản và vì bọn tư bản xanh, tư bản đỏ. Và đến giờ phút này thì kể từ ngày hôm nay thì chúng ta cần phải vui lên, bởi vì Thượng Đế toàn năng đã ban cho chúng ta tất cả những phương tiện cần thiết để chúng ta cùng nhau làm việc giải tán bọn xã tăng cộng sản và đồng thời để đuổi bọn con buôn thế giới ra khỏi đất nước chúng ta, cùng lúc đuổi bọn tạo cộng về nước, và đương nhiên dằn mặt và dạy dỗ bọn lo động đầy những túi tham không đáy, bọn đầu cơ tích trữ, như bằng chúng nó đã gây ra quá nhiều tội ác. Và đây thưa đồng bào vui mừng, dân tộc chúng ta vui mừng, bởi vì Thượng Đế đã ban cho chúng ta một vị cứu tinh để làm việc. Và ngôn ngữ Việt Nam chúng ta, đồng bào chúng ta, ông bà chúng ta dùng chữ rất là phải nói là ngắn gọn và đầy ý nghĩa là cứu tinh Việt Nam. Thực tế Thượng Đế toàn năng đã ban cho cái vai cứu tinh Việt Nam là cái vai lãnh đạo cứu Việt Nam, cứu dân tộc và đất nước mình. Và khi Thượng Đế toàn năng ban cho một người để đứng ra đảm nhận chức vụ đó thì đương nhiên Ngài chắc chắn sẽ ban cho một số ấn chứng, là những phép lành, những phép lạ hoặc là những việc làm khác biệt để cho đồng bào chúng ta nhận diện. Trong 90 triệu đồng bào Việt Nam chúng ta có một người đặc biệt xuất hiện làm những việc mà khác người thường, là bởi vì vị đó được Thượng Đế toàn năng chọn lựa để mà đóng vai lãnh đạo cứu dân tộc và đất nước Việt chúng ta. Và ngày hôm nay thì thời nay thì phải nói là tu thì đông như là lông trâu, mà đắc đạo thì giống như thỏ mọc sừng. Thì chúng ta rất là khó phân biệt, là bởi vì có nhiều người mặc áo nhà tu nhưng mà thật sự ra thì họ tu hành tới đâu và họ đã và đang làm gì. Rồi cùng lúc có rất nhiều đồng bào nhân loại chúng ta tu tại gia, và phải nói là ai cũng có thể tự xưng cho mình là kẻ tu hành, nhưng mà thật sự ra là tu hành đến nơi đến chốn, hoặc là ít nhất cũng là những người, những kẻ tạm xài được, tạm dùng được để sống đời sống, đóng vai làm người đàng hoàng trong đám lộn xộn. Thì thật sự ra thì những thành phần này rất là quan trọng, và chúng ta nếu thật sự mà để ý tường tận thời nay thì
những thành phần này nó cũng cũng hiếm lắm chứ không nhiều lắm đâu. Thành ra ông bà tổ tiên mình có những cái câu tục ngữ để nhắc nhở là 10 hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra thái bình. Thành ra thời nay thì đời sống nhân loại chúng ta rất là bấn loạn, là bởi vì tội ác của nhân loại chúng ta gây ra bởi bọn cộng sản và bởi bọn quan vũ thế giới và cũng như bởi bọn đầu cơ tích trữ. Và rồi thưa đồng bào thân mến, làm cách nào để chúng ta nhận diện được vị cứu tinh Việt Nam chúng ta là ai và đang làm gì và hiện tại đang ở đâu? Làm sao chúng ta nhận diện được? Thí dụ có những phép lành, những việc mà khác thường với trình độ của nhân loại nhận diện hoặc là thực hiện, thể hiện qua việc làm của nhân loại. Những việc làm thí dụ như là những phép lạ, phép lành hiện ra trên mây để giới thiệu về vị cứu tinh Việt Nam chúng ta là ai, hoặc là những sấm lệnh đặc biệt mà Thượng Đế đã ban cho người lãnh đạo cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta ban cho. Và nếu trường hợp vị này đã xuất hiện và đang xuất hiện và đang làm việc, rồi vị này thông báo cũng như mời gọi đồng bào chấp hành để làm việc cho nhanh chóng, thì làm sao mà đồng bào có thể nhận diện được vị này là thật hay là có những ấn chứng, ấn từ gì, bằng chứng gì để chứng minh vị này là người được Thượng Đế Toàn Năng chỉ định để đóng vai lãnh đạo cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta. Chúng ta đặt câu hỏi thì chúng ta phải nghĩ đến câu trả lời. Và cách duy nhất để tìm tòi là chúng ta phải tìm hiểu, phải học hỏi và nếu cần là hạch hỏi bằng đủ những cái phương pháp, cách thức mà để chúng ta giúp chúng ta có thể nhận diện người lãnh đạo cứu Việt Nam là ai, để rồi chúng ta cùng nhau đồng hành cùng vị cứu tinh Việt Nam của chúng ta. Và thưa đồng bào thân mến, sự thật thì lúc nào cũng là sự thật, cũng giống như là vàng thiệt thì không sợ lửa. Và rồi thì cái vấn đề là chúng ta có thật sự ước ao được đồng hành cũng như được biết vị cứu tinh Việt Nam chúng ta là ai chưa, để chúng ta cùng nhau đồng hành cùng vị này để chúng ta cùng nhau làm việc giải tán bọn sa tăng cộng sản, vân 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 vân. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, tình hình đất nước Việt Nam chúng ta thì đồng bào biết hiện tại bây giờ thì nó đã đến tận cùng của cái sự hư nát bởi bọn sa tăng cộng sản gây ra và bởi đồ đệ và đàn em của thằng quỷ rau xanh Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung. Và chúng nó là một băng đảng với thằng Karl Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông. Và chúng nó cũng là băng đảng của bọn con buôn thế giới. Và đương nhiên chúng nó cũng là băng đảng của bọn lo đong đầy những túi tham không đáy. Và hiện tại thì chúng nó đã đưa đất nước Việt Nam chúng ta xuống tận cùng của sự, phải nói là tuyệt vọng. Nếu mà cặp mắt đời sống nhân loại chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy rõ ràng như thế. Nhưng tại vì Việt Nam chúng ta thực sự bây giờ là thực sự chẳng có danh dự gì hết. Bởi vì bọn cộng sản, bọn sa tăng cộng sản chúng nó đã phá nát danh dự Việt Nam chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta. Bọn cộng sản chúng nó là xảo trá, lọc lừa, lười biếng, hung dữ, ác độc. Ăn cướp, ăn giật và giết người. Nó láo, nó xạo, không ngừng miệng. Sất sượt, xảo lá, xỏ lá, rồi xạo, rồi các cái được. Và họ cho rằng họ là những người bất kỳ, lý luận. Và họ cho là họ là đỉnh cao trí tuệ. Và trong người đó họ là những thằng, những con lười biếng, nhút nhát gan, nhút nhát và u mê, bởi vì chúng nó đã và đang bị quỷ Satan lường gạt và chúng nó đang làm việc cho quỷ Satan, bởi vì chúng nó mới
mấy xưng là cộng sản. Cộng sản là việc làm của quỷ Sa Tăng. Và họ cũng quên rằng là tất cả người Việt Nam chúng ta từ thời ban đầu là đã từ Bắc vào Nam. Những ông bà tổ tiên mà tiên phong Việt Nam chúng ta từ thế kỷ thứ 16, 17, 18, 19, 20, những người mà di cư vào Nam, mở rộng bờ cõi về hướng Nam là những anh đàn chị người Việt Nam chúng ta, đàn anh đàn chị của bọn Bắc Kỳ sau này mà chúng nó chưa hiểu tới. Và trước đó nữa là đời vua Trần Nhân Tông ha, đời vua nhà Trần đã từng kêu bằng gả công chúa, quyền trân công chúa cho vua Chàm để mà đổi một tỉnh lỵ, một kinh, một tỉnh lỵ để đổi, tức là để mua, giống như là để đổi chác, để gả con gái cho vua Chàm để rồi mà nhận được vua Chàm tặng cho một tỉnh của miền Trung đó. Rồi liên tục sau này ông bà tổ tiên chúng ta, những người mà tiên phong di cư vào Nam để mà mở mang bờ cõi, thì đó là những đàn anh, những đàn chị của dân tộc Việt Nam chúng ta, mà nhất là của cái đám mà Bắc Kỳ sau này di cư vào Nam. Và đương nhiên cái đám Bắc Kỳ di cư vào Nam sau này là cái đám nào? Là cái đám cộng sản kêu bằng chiếm miền Nam, dùng quyền năng của quỷ Sa Tăng rồi cướp miền Nam, sát hại người miền Nam, rồi di cư vào miền Nam, rồi họ cho rằng họ là đỉnh cao trí tệ, nhưng mà thật sự họ là những thằng em, những đứa em lất khất sất sược xỏ lá cà khất cà dực u mê kêu hỗn láo sất sược mà ác độc mà ngu xuẩn nữa, mà đê hèn rồi lại lười biếng rồi tanh hôi rồi xạo ke xạo lắm. Đó là những đứa Bắc Kỳ sau này nó vô đó, thì nó rõ ràng như tụi nó không hiểu về lịch sử, để chúng nó cho là người miền Nam là thế này thế nọ, nhưng mà thật sự người miền Nam, thật sự ra họ chính là những người miền Bắc mở mang bờ cõi về hướng Nam, họ đi vào miền Nam trước, họ là những người tiên phong, họ là những người mà bọn miền đám Bắc Kỳ sau này phải mang ơn, bọn Bắc Kỳ nó phải mang ơn Nam Kỳ, bởi Nam Kỳ là những người Bắc Kỳ di cư vào Nam trước, mở mang bờ cõi trước tụi Bắc Kỳ sau này. Thì rõ ràng như thế. Thì đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy đất nước Việt Nam chúng ta là nằm trong một cái thế là tanh bành hết, và hiện tại bây giờ cũng là đang nằm trong một cái thế trọng yếu ở tại Đông Nam Á, là bởi vì thằng Tàu Cộng chúng nó quyết định chiếm Việt Nam chúng ta bằng mọi cách, bằng mọi giá. Và chúng nó cho rằng khi mà chúng nó chiếm nước Việt Nam chúng ta thì chúng nó là bá chủ Đông Nam Á. Cái chuyện đó cũng không có gì ngạc nhiên nếu mà chúng nó chiếm được Việt Nam chúng ta. Và đương nhiên với cái đà mà thằng Cộng sản Việt Nam, thằng Bắc Kỳ, mấy thằng Bắc Kỳ, thằng Việt Nam nó nắm quyền, thì bây giờ đất nước Việt Nam chúng ta đã bị bán đứng cho bọn Tàu Cộng và bọn đầu cơ tích trữ, bọn con buôn thế giới. Thế thì chúng ta làm một cách nào để chúng ta cứu nguy dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta với cái sức mà cá mè một lứa, quyền năng của con người chúng ta? Chúng ta sẽ không bao giờ đủ tư cách để làm việc đó. Tuy nhiên chúng ta vô cùng may mắn, bởi vì chúng ta có sự bao che, ban ơn và đồng thời quyền năng của Thượng Đế Toàn Năng ban cho chúng ta để chúng ta làm việc giải tán thế giới cộng sản. Ở đây chúng tôi nói về việc giải tán thế giới cộng sản, chứ không phải nói riêng về vấn đề giải tán Cộng sản Việt Nam, mà là giải tán bọn Sa Tăng thế giới cộng sản. Và chỉ có quyền năng của Thượng Đế Toàn Năng mới có đủ tư cách, đủ quyền năng để làm việc này. Và Thượng Đế Toàn Năng đã thương xót, đã ban cho dân tộc Việt Nam chúng ta một vị cứu tinh đang nắm trong tay mình hai sấm lệnh và 10 phép lành phép lạ để làm việc giải tán bọn Sa Tăng cộng sản, giải tán thế giới cộng sản. Chúng ta có đủ quyền năng để làm việc giải tán thế giới cộng sản. Quyền năng này là quyền năng của Thượng Đế Toàn Năng ban cho chúng ta qua hai sấm lệnh mới nhất của Ngài và 10 phép lành phép lạ của Ngài ban cho.
Và chúng ta cần phải học hỏi chi tiết tường tận về hai sấm lĩnh này và 10 phép lạ phép lành này. Cùng lúc chúng ta phân phát cho đồng bào Việt Nam trong nước được biết khẩn cấp, và cũng như phân phát thông báo cho cộng đồng thế giới được biết khẩn cấp. Và đây là cách duy nhất để giải tán thế giới cộng sản. Đồng bào có sẵn sàng nhập cuộc chưa? Chúng ta mong chờ của tin Việt Nam xuất hiện. Bao nhiêu thế kỷ này, lịch sử Việt Nam chúng ta cứ cách 300 năm là có một vị cứu tinh Việt Nam xuất hiện, khi mà đất nước và dân tộc chúng ta lâm vào cảnh tận cùng của đau khổ. Và thời điểm này là thời điểm này dân tộc của đất nước Việt Nam chúng ta đang lâm vào cảnh tận cùng của đau khổ. Và đó là lý do tại sao Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho chúng ta một vị cứu tinh. Và vị cứu tinh này lãnh nhận quyền năng của Thượng Đế Toàn Năng để làm việc phụ giúp đồng bào cùng nhau giải tán thế giới cộng sản. Đồng bào có sẵn sàng chưa? Những ai chưa sẵn sàng thì phải tìm cách nhận diện, học hỏi, tìm tòi về hai sấm lĩnh này, quyền năng đặc biệt này, và về 10 phép lạ phép lành đặc biệt này. Chứ đồng bào không thể mà bắt chước những cái người mà đổi họ từ trăm họ Bách Việt rồi đổi thành họ Thủ, rồi lần lượt sắp là Thủ quá đó, rồi thành ra thịt ngồi chết luôn, lần lượt sắp hàng đi vô nghĩa địa chết sầu mổ. Chúng ta không thể làm như thế được. Đây là quyền tự do chọn lựa. Những ai quyết định đổi họ mình họ Thủ rồi sắp hàng đi vô nghĩa địa chết sầu mổ thì đó là quyền tự do của những người đó. Nhưng mà tôi thiết nghĩ người Việt Nam chúng ta rất là thông minh và lanh lợi. Chúng ta sẽ tìm bằng cách nào đó để mà tự quyết định là phải đóng vai những người quan trọng, sống cho đáng sống, và cũng như đóng vai những người may mắn được lãnh nhận những công việc vĩ đại của Thượng Đế Toàn Năng ban cho để làm việc giải tán thế giới cộng sản cùng nhau, và cùng nhau cùng lúc đồng thời phân phát hồng ân cứu rỗi của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại qua hai sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế ban cho và 10 phép lạ phép lành của Thượng Đế ban cho nhân loại, mà người Việt Nam chúng ta đã được lãnh nhận trước. Người đó là cứu tinh Việt Nam chúng ta. Đồng bào có biết cứu tinh Việt Nam chúng ta là ai chưa? Đồng bào có ước mong, có mong chờ, có cần được biết không? Và khi biết rồi thì đồng bào cần phải làm gì? Câu trả lời để mỗi chúng ta tự quyết định. Vâng, và hiện tại bây giờ thì để cho tôi đánh một vài chữ đây để cho đồng bào, những ai có ai theo dõi thì có thể đặt những câu hỏi rồi chúng ta cùng nhau góp ý trong lúc mà chúng tôi đang làm việc. Vâng, đó thì hello, có ai có ý kiến gì không? Đây là Hội đồng Cứu Việt Nam, để tôi đánh vài chữ vô nha. Hội đồng, ok, Hội đồng Cứu Việt Nam. Hội đồng của Việt Nam, chữ Việt Nam. There we go. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, bây giờ chúng ta cần phải thông báo cho người Việt Nam trong nước được biết về hai sấm lệnh giải tán thế giới cộng sản và 10 phép lạ phép lành giải tán thế giới cộng sản. Người Việt Nam chúng ta cần được biết từ Nam ra Bắc, từ Bắc chi Nam, cũng như cộng đồng thế giới cần được biết. Và đương nhiên chúng ta, người Việt Nam chúng ta có rất nhiều tài sản, ngân sách để làm việc này. Thì đồng bào hãy tự quyết định tìm cách nào thuận lợi với mình để mà thông báo cho đồng bào Việt Nam, tất cả mọi người Việt Nam cần được biết khẩn cấp, cũng như cộng đồng thế giới cần được biết.
đồng bào có thể tự liên lạc với các nhà truyền thông báo chí thế giới để mà trả tiền cho họ, rồi yêu cầu họ phỏng vấn hoặc là đăng lên những 10 phép tả phép lệnh của Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Và đó là cách mà chúng ta có thể làm được, là bởi vì chúng ta có quá nhiều tài sản, có quá nhiều thời giờ, và chúng ta có, phải nói là có tất cả phương tiện cần thiết để mà chúng ta thi thố lòng trung thành của mình đối với Thượng Đế Toàn Năng, bởi vì Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đang đo lòng mỗi chúng ta, coi mỗi chúng ta sử dụng những túi tham không đáy của chúng ta như thế nào. Nhân loại chúng ta tham lam lắm, ai hình như là người nào cũng có những túi tham không đáy, túi tham nhỏ nhỏ, túi tham vừa vừa, túi tham lớn, túi tham bự. Mà bọn Sa Tăng Cộng sản, bọn Cộng sản thì nó có những túi tham lớn lắm, bọn đầu cơ tích trữ chúng nó có những túi tham lớn lắm, và cái bọn con buôn thế giới thì chúng nó có những túi tham lớn lắm. Thì nói cho cùng thì tất cả nhân loại chúng ta hình như là đa số là ai cũng có những túi tham nhỏ nhỏ hoặc là bự bự hoặc là quá lớn, rồi nó sẽ biến thành những túi tham mà lớn quá nó sẽ biến thành những đống rác thừa thải, và đồng thời đó là những cái bằng chứng để kết án tội ác của chúng ta, của những người nào mà có những túi tham lớn đó nha. Nhưng mà túi tham càng lớn thì tội ác càng nhiều, chứ chẳng có gì mà hay ho đâu. Vì thế đây là cơ hội cuối cùng để cho chúng ta lập công chuộc tội, là bởi vì tận thế đang chuyển mình, tận thế để cứu rỗi những người hiền hòa, tận thế để cứu rỗi những người thật sự ăn năn sám hối, và tận thế để trừng trị những kẻ cố chấp kiêu ngạo tiếp tục gây tội ác. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, để coi cây phía bên Facebook có ai đặt câu hỏi gì không. Chưa ai vào à, không sao, chúng tôi sẽ, tại vì tôi không có thông báo cho ai đó, bận rộn lắm, thì tôi đưa lên chương trình rồi để đó, rồi ai có khi mà Thượng Đế đã đánh thức hoặc là anh ai ước ao được học hỏi những việc làm vĩ đại của Thượng Đế Toàn Năng ban cho, thì sẽ nhập cuộc. Thì ở đây chúng ta chỉ có đưa lên những cái thông báo, đưa lên thông báo những cái việc làm vĩ đại của Thượng Đế Toàn Năng ban cho và mời gọi chúng ta. Rồi những ai mà có những người nói là có duyên thì biết, nhưng mà thật sự tôi không nghĩ là duyên, mà tôi cho rằng những ai ước ao được có dịp làm những việc vĩ đại thì đây là cơ hội. Vâng, để coi mình invite một số người vào cái ok. Để tôi invite một số người vào nhé. Và sẵn đây thì tôi cũng chia sẻ cùng đồng bào là mình phải quang minh chính trực, và đương nhiên mình phải công bình bác ái, bởi việc làm này là việc làm chung, bổn phận là trách nhiệm chung. Chúng ta không có độc tài, chắc chắn là không thể độc tài được. Vì thế tôi xin phép được gợi ý mà đặt câu hỏi đặc biệt này là đồng bào có biết ở Việt Nam chúng ta hiện tại bây giờ có những tổ chức nào, có những đảng phái nào mà có thể đóng vai lãnh đạo cứu nguy dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta? Ở đây câu hỏi này là cho ngay cả cũng chính cho luôn, hỏi luôn Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy tại Việt Nam chúng ta, hiện tại Việt Nam chúng ta có bao nhiêu đảng phái? Trong đó Đảng Cộng sản là một trong những đảng kêu bằng hung dữ, ác độc, bằng ngu xuẩn và lười biếng và xảo trá nhất, và bữa mà mất dạy nhất, mất gốc, mất dạy và xảo trá, mà lọc lừa, mà lười biếng, mà hung dữ, ác độc nhất, đó là cái Đảng Cộng sản Việt Nam, là việc cho quỷ Sa Tăng. Rồi ngoài ra có những đảng phái nào nữa ở tại Việt Nam, ngay cả các hội đoàn thể, các nhà lãnh đạo tôn giáo ở tại Việt Nam, có những tổ chức nào đủ bản lĩnh để đóng vai lãnh đạo cứu nguy dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta, tức là đóng vai cứu tinh Việt Nam đó, bởi vì Thượng Đế Toàn Năng chọn
chọn đồng bào, một trong trên dưới 90 triệu đồng bào Việt Nam chúng ta có một người đóng vai lãnh đạo của Việt Nam và có hội đăng quang nhé, hội đoàn đồng thể đăng quang. Rồi bây giờ chúng ta quay qua vấn đề người Việt Nam ở hải ngoại, trong đó có những người Việt Nam tị nạn cộng sản thì đông lắm, ai cũng đủ việc xưng tên, nói tôi là tị nạn cộng sản, tôi là người Việt Nam tự do, tôi là người Việt Nam cộng hòa, tôi là người Việt Nam chân chính, chúng tôi không chấp nhận cộng sản, chúng tôi chống cộng sản tới cùng. Và trong số những người mà tị nạn cộng sản ở hải ngoại, có ai đủ bản lãnh hay là có ai là người mà Thượng Đế Toàn Năng chỉ định để đóng vai lãnh đạo của Việt Nam, vai cứu tinh Việt Nam đó. Ngôn ngữ mà Việt Nam ta dùng ngắn gọn mà đầy ý nghĩa, tuyệt vời lắm, cứu tinh Việt Nam. Ai đủ bản lãnh đóng vai đó? Ai đã được trời chọn để đóng vai đó? Hội đoàn nào được trời chọn để đóng cái vai đó? Mà khi trời chọn một cái vị nào đó đóng vai lãnh đạo cứu Việt Nam, cứu nguyên dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta, thì chắc chắn vị này sẽ có tổ chức, ví dụ như một hội đoàn, một đoàn thể, ví dụ như có một vị mở hội đồng cứu nguy dân tộc Việt Nam, hội đồng cứu nguy Việt Nam. Vị này có tên là Trần Quang Đại Việt Vương Đạo và tên điểm là Thánh Giống, và đồng thời tên đời sống bình thường là y sư nhạc sĩ Trần Quang Đại. Thí dụ vậy, có một vị mở ra một cái một hội là hội đồng cứu nguy dân tộc Việt Nam. Và bây giờ chúng ta cần phải tìm tòi có ở Việt Nam có ai không, ai đủ bản lãnh, hay là ở hải ngoại có ai đủ bản lãnh, hoặc là cái người nào mà biết chắc chính người đó biết người đó là Thượng Đế chọn mình để đóng vai lãnh đạo cứu nguy dân tộc và đất nước Việt Nam mình. Cá nhân tôi thì tôi biết rồi, tôi biết ai rồi. Nhưng mà chúng ta phải với tinh thần dân chủ, tự do dân chủ để mà chúng ta đưa ra ánh sáng. Vì thế chúng tôi muốn chắc chắn, muốn mọi việc đưa ra ánh sáng để rộng đường dư luận, thì chúng tôi ước ao được biết có ai, có tổ chức nào danh chính ngôn thuận mà có thể lên tiếng nói tôi là người được Thượng Đế Toàn Năng chỉ định để đóng vai lãnh đạo cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta. Đồng bào chúng ta có ai, có một vị nào đã được Thượng Đế Toàn Năng hiện đến với mình, dạy dỗ mình và ra lệnh bảo mình phải lãnh nhận trọng trách lãnh đạo cứu dân tộc và đất nước Việt mình? Kính xin đồng bào làm ơn lên tiếng cho biết vị đó là ai. Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn là không phải rồi. Trong cái đám hào bá này, chúng nó không phải là những người lãnh đạo của Việt Nam, mà chúng nó là đóng vai ác quỷ Sa Tăng cộng sản. Chúng nó là những người đã bán linh hồn cho quỷ Sa Tăng rồi, thành ra chắc chắn là Đảng Cộng sản Việt Nam là không có vị cứu tinh ở trong đó. Bởi vì thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, nó là ác quỷ râu xanh, không hơn không kém, nó là ác quỷ râu xanh. Chính cha trời Thượng Đế Toàn Năng đã cho tôi gặp ác hồn của nó trong lúc thiền định từ năm 1985. Và nó rất là khốn khổ, nó đang bị giam giữ và chờ ngày trời xử. Và thằng quỷ râu xanh Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, nó van xin, nó nhờ tôi nhắn lại cho đàn em bẩn thỉu, xảo trá, lọc lừa, ác độc của nó là bọn cộng sản, lại mau mắn nghe lời vị cứu tinh Việt Nam hướng dẫn và dạy bảo là chúng nó phải mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội, mau mắn nghe lời cứu tinh Việt Nam dạy bảo
Nhờ đó có thể mà tội ác của nó được giảm phần nào. Nó than vang, nó nói ông giống tôi khổ quá, ông giống chúng tôi bị giam ở đây khổ quá. Ông làm ơn ông nhắn cho bọn đàn em tôi, bọn cộng sản khốn kiếp chúng nó, mau mắn nghe lời ông dạy bảo. Đứa nào cãi lời thì sau này, sau khi chết, linh hồn của chúng nó sẽ bị nhốt chung với tôi. Tôi là Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung. Tôi là chủ tịch của chúng nó. Tôi sẽ bắt chúng nó dập đầu, cúi đầu và dập đầu. Miệng thì lẩm bẩm, dạ thưa chủ tịch. Bởi vì tôi là chủ tịch của chúng nó. Ông Giống ơi, ông làm ơn nhắn lại cho chúng nó. Ông Giống ơi, chúng tôi khổ quá ông Giống. Chúng tôi bị giam ở đây khổ sở quá. Chúng tôi đang chờ trời sự. Và đó là những gì mà thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, ác quỷ râu xanh nhờ ta, van xin ta, nhắn nhủ cho chúng bay, bọn Cộng sản Việt Nam và bọn Cộng sản thế giới, cũng như nhắn nhủ cho bọn con buôn thế giới và cho bọn lo đông đầy những túi tham không đáy, bọn đầu cơ tích trữ đã gây tội ác quá nhiều. Và rồi, kính thưa đồng bào thân mến, ở Việt Nam có ai không? Bây giờ ở hải ngoại có ai không? Có tổ chức nào? Chúng tôi sẵn sàng, Hội đồng Quân y Việt Nam và Y sư Thánh Giống sẵn sàng đối chiếu với những ai, tổ chức nào lên tiếng thật sự giới thiệu là người lãnh đạo cứu Việt Nam, người đã được Thượng Đế Toàn Năng, Vạn Bà Tổ Tiên chúng ta chọn lựa và trao trọng trách đóng vai lãnh đạo cứu nguyên dân tộc và đất nước Việt chúng ta. Chúng tôi sẵn sàng đối chiếu để mà tâm sự danh chính ngôn thuận, để rộng đường dư luận cho đồng bào chúng ta dễ nhận diện hơn. Ở ngoài chúng tôi sẵn sàng mời tất cả những người, những đại diện tổ chức. Ví dụ như là những tổ chức nào mà chống cộng hoặc là yêu thương tổ quốc gì đó, hội đoàn đoàn thể gì đó. Tôi đặt ví dụ là các đại diện hội đoàn đoàn thể ở hải ngoại, đại diện miền vùng, hoặc là những tổ chức, những chính đảng rồi đó, đại diện của quý vị đưa người đại diện ra, hoặc là những tổ chức mà thành lập chính phủ gì đó, rồi thủ tướng rồi tổng thống gì đó, rồi những chính phủ mà kháng chiến rồi đó, những cái tổ chức kháng chiến rồi những kia bằng đại diện cộng đồng, ngay cả đại diện tôn giáo vậy đó. Bất cứ ai mà dám quả quyết là mình đã nhận được sấm lệnh của Thượng Đế Toàn Năng, ra lệnh bảo mình đóng vai lãnh đạo cứu dân tộc và đất nước Việt chúng ta, thì hãy lên tiếng để chúng ta tâm sự, thậm chí chúng ta tranh luận để tìm hư thật, coi những sự việc đó có thật hay không. Chúng ta đừng có múa rìu qua mắt thợ, chúng ta đừng có nấp ở dưới cái bằng đá giếng hay là trong lùm trong bụi nữa, mà chúng ta hãy bước ra ánh sáng, bước vào ánh sáng, bước vô ánh sáng, bước ra ánh sáng, bước xung quanh ánh sáng, nhập vào ánh sáng, để chúng ta đem ra ánh sáng để nhận diện, để tìm tòi, để báo cáo, để cảnh báo, để trình diện đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta, để đồng bào chúng ta được biết cứu tinh Việt Nam chúng ta là ai, đang ở đâu và đang làm gì. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến,
Riêng phần chúng tôi, hội đồng lãnh đạo của Quốc hội Việt Nam, hội đồng Quốc hội Việt Nam, chúng tôi đã được Cha Trời Thượng Đế toàn năng hiện ra dạy dỗ chúng tôi từ lúc chúng tôi lên 4 tuổi giữa ban ngày tại miền Nam Việt Nam. Thượng Đế toàn năng đã hiện ra dạy dỗ chúng tôi từ thuở bé. Và chúng tôi được rèn luyện, được dạy dỗ, được bảo vệ, được truy luyện từ thuở đó đến bây giờ. Chúng tôi đã từng sống giữa hai làn đạn, một bên là bọn Satan Cộng sản, còn một bên là Việt Nam Cộng hòa có chính nghĩa. Và chúng tôi biết cách sống của bọn Cộng sản như thế nào. Cộng sản là việc làm của ác quỷ Satan, rõ ràng dễ hiểu. Chính thể Việt Nam Cộng hòa có chính nghĩa, thực sự độc lập, tự do, công bình, bác ái, được thể hiện gần nhất thời nay là Tổng thống Ngô Đình Diệm, là một vị thánh sống và đã đóng vai hy sinh để cho nhân loại nói chung và nói riêng, là cho người Việt Nam chúng ta học hỏi về gương hy sinh của những con người thực sự sống vì công bình bác ái và sẵn sàng hy sinh cho người khác được sống, sống thêm đầy ý nghĩa. Đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm, rõ ràng. Còn đám kia là đám quỷ lãnh đạo bởi bọn quỷ rau xanh, quỷ sa tăng, là bọn Cộng sản và bọn con buôn thế giới và bọn quỷ rau xanh. Thế giới Cộng sản là việc làm và là quỷ sa tăng. Và thưa đồng bào thương mến, nói về việc cứu tinh Việt Nam thì đương nhiên là khi mà Thượng Đế Toàn Năng chọn một vị nào đó để đóng vai lãnh đạo cứu dân tộc đất nước mình thì đương nhiên Thượng Đế Toàn Năng luôn luôn bảo vệ và bổ sức cho vị này để làm việc cho công việc của vị này chú toàn, đúng không? Mà lịch sử Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa đã chứng minh những điều đó. Thí dụ như Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã lãnh đạo thành công. Và đương nhiên Đức Thánh Trần Đạo không có chết dưới tay kẻ thù. Và có rất nhiều vị cứu tinh Việt Nam chúng ta trong quá khứ đã đóng vai lãnh đạo cứu dân tộc và đất nước mình khi mà tận cùng của đau khổ. 1000 năm bị bọn Tàu Cộng nó cai trị, nó đàn áp, nó bóc lột, nó trấn áp, nó sát hại, nó hãm hiếp, nó khinh bỉ, nó đổ hộ mình mà. Rồi 100 năm cũng bị đổ hộ nhưng mà đỡ hơn Tàu, bởi vì thằng Tây nó muốn gì không gì nó cũng đem những cái văn minh của thế giới bên ngoài để cho dân tộc Việt Nam chúng ta khỏi bị, ít bị, giảm bị lệ thuộc sự kìm kẹp của những thằng em sắc sược Tàu Cộng, rõ ràng như thế. Và rồi 30 năm chiến tranh dàn dựng gây ra bởi bọn sa tăng cộng sản và bọn con buôn thế giới, bọn tư bản xanh, tư bản đỏ. Và đó là bọn những bọn lo đông đầy, những thú tham cộng đấy, đầu cơ tích trữ, ham mê dục vọng vật chất, danh vọng, ảo quyền, thế gian xảo, lọc lừa, kiêu ngạo, hống hách, hung dữ, ác độc, sẵn sàng sát hại người khác để đông đầy những túi tham không đáy của mình. Ghê rợn quá.
Những ai nghĩ rằng mình có thể đóng vai lãnh đạo của Việt Nam, chúng tôi mời lên để mà tranh luận hoặc là tâm sự để rộng đường dư luận. Và các cơ quan truyền thông báo chí cần phải nhập cuộc, nhất là truyền thông truyền hình báo chí Việt ngữ. Bởi vì quý vị đóng vai truyền thông truyền hình báo chí thông báo, quý vị cần tìm tòi để biết cứu tinh Việt Nam chúng ta là ai, và người đó là người đang thưa chuyện cùng đồng bào đấy, người đó là chính là tôi nè. Tôi được cha trời thượng đế toàn năng hiện ra dạy dỗ tôi từ lúc tôi lên 4 tuổi tại miền Nam Việt Nam giữa ban ngày. Thượng đế toàn năng đầy quyền năng, mà ngài đã dạy dỗ tôi, chơi với tôi trên dưới 10 phút trước khi ngài biến dạng trước mặt tôi như thế này. Ngài có đầy quyền năng, bọn quý tăng gặp ngài là chỉ có khóc thét bỏ chạy hoặc là bị tiêu diệt thôi, không có gì hết. Còn bọn xảo trá lọc lừa kêu bằng gian dối, xảo trá kêu bằng ham mê thì tầm bậy tầm bạ, rồi lo đông đầy những thú tham không đấy, hay là những cái bọn mà đám mà lường gạt đồng bào bá tánh nhân loại, những cái đó mà gặp thượng đế là kể như chỉ có nát xác, nát linh hồn thôi, đừng nói tan xác mà là nát linh hồn luôn. Và tôi đã chứng kiến cảnh khổ của người Việt Nam chúng ta từ lúc còn bé, sống giữa hai làn đạn, một bên là quỷ sa tăng cộng sản, cùng bên là những người Việt chân chính, những anh chị em miền Nam Việt Nam là những người Bắc di cư vào miền Nam trước cái đám cộng sản Bắc Kỳ sau này. Những người Việt Nam miền Nam có chính nghĩa. Tôi đã sống giữa hai làn đạn mà. Tôi biết bên nào có chính nghĩa, bên nào không có chính nghĩa. Bọn sa tăng cộng sản chúng nó làm gì có chính nghĩa, chúng nó đóng vai ác quỷ sa tăng mà. Và chúng nó đóng vai của chúng nó rất là ráo riết và rất là phải nói là chính xác. Nó đóng vai ác sa tăng cộng sản. Và đến giờ phút này thì bọn Tàu Cộng đã mua chuộc tất cả những thằng, những con lãnh đạo cộng sản ở Việt Nam. Và chúng nó đã phá tan đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng nó là một bầy dòi bọ, một đống phân mà dòi lúc nhúc đó. Từ tư tưởng đến hành động của chúng nó là gian trá, xảo trá, lọc lừa. Chúng nó không dám sống thật với chúng nó, thì chúng nó không thể nào sống thật với bất cứ ai. Và một điều đau buồn là nếu chúng nó tiếp tục sống như thế thì linh hồn của chúng nó sau này, tức là tương lai đó, khi mà hồn lìa khỏi xác thì linh hồn của chúng nó sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt như thế này đó. Rồi sau đó là biến thành mặt quỷ sa tăng xấu quá. Tôi make sure cái hình ảnh ở bên YouTube cho rõ, bởi vì cái máy chính là YouTube. Đây là mặt quỷ sa tăng nè. Sau khi linh hồn bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt đó, thì mặt mày sẽ biến thành mặt quỷ sa tăng. Linh hồn đó, mặt mày biến thành mặt quỷ sa tăng xấu quá à. Mà trước đó thì sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm ghê rợn như thế này. Đó là bảo coi đi. Những ai mà đóng vai cộng sản đó, những ai mà đóng vai mà bon chen chụp giật bốc hốt quờ quạng sập dưa sổ lá cà chớn mất dạy hung dữ ác độc độc tài kỹ kiêu ngạo lười biếng sất sượng hống hách sống bề ngoài đạo đức giả rồi đó, tất cả những cái đó nếu không thật sự ăn năn sám hối thì sau khi chết linh hồn sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng, lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm ghê rợn đau khổ lắm, hoặc là ít nhất cũng phải sống chung với những kẻ thờ ơ vô trách nhiệm hung dữ ác độc lười biếng lọc lừa bon chen chụp giật bốc hốt quờ quạng sọc dưa sổ lá cà chớn mất dạy độc tài kỹ kiêu ngạo hung dữ ác độc, mẹ sống chung với những cái đó
hàng ngàn năm thì buồn chán ghê rợn kinh hoàng mà ghê tởm lắm. Chứ không phải nói là chết là hết, không có. Hết là hết với thể xác của mình đó, nhưng mà linh hồn sẽ trình diện sự phán xét của cha trời Thượng Đế toàn năng. Và sẵn đây tôi đặt ví dụ luôn, tôi mời tất cả những người mà đại diện hội đoàn đoàn thể và đại diện tôn giáo cũng như đại diện chính đảng chính điếc vậy đó, đại diện chính phủ chính phiết vậy đó, đại diện kháng chiến như là các cái đó, tranh luận với tôi. Bởi vì tôi để ý tôi thấy quý vị nhiều lắm xông xáo làm việc, có vẻ là quý vị thương quê thương đồng bào thương tổ quốc lắm, quý vị làm ra vẻ học thức, ra vẻ hy sinh lắm. Nhưng mà tôi thấy tất cả việc làm của chúng ta bỗng chốc đã và đang biến thành những đống rác thừa thải, những đống rác ghê rợn, mất thời giờ, tốn hao của tốn sức, tốn thời giờ của đồng bào theo dõi. Bởi vì việc làm nhân loại chúng ta đơn thuần, nếu mà không có sự hướng dẫn của Thượng Đế toàn năng thì việc làm chống cộng đi đến chuyện mà giải tán cộng sản là mơ hồ. Bởi vì quyền năng của con người chúng ta không đủ tư cách để đương đầu với bọn Satan cộng sản. Bởi vì cộng sản là việc làm của quỷ Satan, thầy của cộng sản là quỷ Satan. Mà quỷ Satan này chúng nó có đầy quyền năng, chúng nó chỉ có thua quyền năng của Thượng Đế toàn năng mà thôi. Và đứng đại diện cao cả nhất của Thượng Đế toàn năng chính là Cha Trời Giê-xu. Ngài đã hiện ra trên mây và Ngài đã cho triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây. Cái hình sao phía trên đầu tôi đó, ở trên hình Đức Mẹ, rồi cái đó là hình chiến sĩ trận vong đó. Chúa Giê-xu cho hiện ra trên mây và quý Ngài đang đồng hành cùng Hội đồng Cứu Việt Nam để làm việc lãnh đạo cứu quy dân tộc và đất nước Việt chúng ta, làm việc giải tán thế giới cộng sản. Và tôi đóng vai lãnh đạo cứu quy dân tộc và đất nước Việt chúng ta. Và danh xưng mà ông bà tổ tiên chúng ta gọt giũa và phải nói là gắn cho ngắn gọn và đầy ý nghĩa, đó là cứu tinh Việt Nam. Vâng, tôi đóng vai đó. Và chính Thượng Đế toàn năng đến với tôi, Ngài tỏ quyền năng của Ngài cho tôi biết. Và Ngài ra lệnh bảo tôi phải lãnh nhận chức vụ trọng trách cứu tinh Việt Nam, đóng vai vua Việt Nam để làm việc cứu dân tộc và đất nước Việt chúng ta. Và Ngài ra lệnh tôi không được quyền từ chối. Và tôi đã van xin Ngài, tôi yêu cầu Ngài cho tôi được quyền trao ngôi vua Việt Nam của tôi, vua dân chủ, đến tận tay đồng bào Việt Nam chúng ta, để chúng ta cùng nhau làm việc chấp hành vâng lệnh Cha Trời Thượng Đế toàn năng, dùng quyền năng của Ngài làm việc giải tán thế giới cộng sản, cùng lúc kêu gọi nhân loại sám hối khẩn cấp vì tận thế sắp xảy ra và sẽ xảy ra đúng thời dũng biểu. Ngài cho biết trước qua 2 sấm định mới nhất của Ngài và 10 phép lành phép lạ cảnh báo tận thế. Và chúng tôi sẽ thông báo về 2 sấm định này một lần nữa cho đồng bào được biết, để đồng bào phân phát cho nhau được biết. Nhất là người Việt Nam trong nước cần được biết, và bổn phận trách nhiệm của người Việt Nam ở hải ngoại cần thông báo cho người Việt Nam ở trong nước được biết khẩn cấp. Chúng ta không thể tiếp tục thờ ơ vô trách nhiệm được. Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, Việt tị nạn cộng sản, truyền thông truyền hình báo chí, đại diện tôn giáo và những con người đổi họ trăm họ Bách Việt thành họ Thủ. Hầu hết đa số 6-7 nhóm này là cá mè một lứa. Chúng ta vô tình hoặc cố ý qua lối hành động và hành xử của chúng ta bấy lâu nay
đã đưa dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta xuống tận cùng của đau khổ, nhục nhã. Đời sống đồng bào Việt Nam chúng ta đa số hầu hết là ăn uống toàn là chất độc không à. Và cách cư xử với nhau rất là bon chen, chụp giật bốc hốt, hở ra cái là chém giết đánh đập với nhau như là kẻ thù truyền kiếp vậy đó. Và đất nước từ Nam ra Bắc, từ Bắc chí Nam toàn là chất độc và chất độc của bọn Tàu Cộng thải ra. Thực phẩm thì chúng nó đưa vào những chất độc và kinh hoàng ghê rợn nhất. Và bây giờ đất nước Việt Nam chúng ta, đồng bào Việt Nam chúng ta đa số là trong người ảnh hưởng tệ hại, toàn là độc tố ở trong người. Còn đất nước rồi từ đất tới biển thì thôi, vòng vòng bờ biển thì kể như toàn là chất độc không của bọn Tàu Cộng thải ra, chúng nó âm mưu như thế mà. Và bọn Cộng sản đã bán nước Việt Nam, bán biển Việt Nam. Đồng bào nói là ôi nhờ quốc tế nó giúp mình, cứu mình. Đồng bào nói là đồng bào của nước phải nổi dậy, tự động tự mình phải nổi dậy. Nổi dậy bằng cách nào? Nổi dậy bằng cách nào? Khi mà ra trận, chúng ta phải trang bị cho chúng ta những vũ khí, những quyền thế, những thế, những lực, những cái gì mà thực tế nhất, nó nằm trong tủy, trong óc, trong máu, trong tim chúng ta. Rồi mới từ đó mới bung ra hành động. Mà bung ra hành động là chúng ta phải có cái gì? Mình phải có vũ khí trong tay. Phải có cái gì? Phải có cái gì? Phải có đồ nghề trong tay để chúng ta làm việc. Ồ, chúng ta nói, ồ, có người nói, thôi thì học cái gương của Thánh Ấn Độ đó, Gandhi đó, bất bạo động, cùng nhau xuống đường ra đường để cho nó quýnh dập đầu, tát đầu. Rồi chúng nó sẽ thay đổi, chúng nó sẽ thay đổi. Đồng bào nghĩ rằng bao nhiêu người đã xuống đường đã bị chúng nó quánh đập dập đầu, bắt nó nhốt lành hả? Cộng sản nó là quỷ sa tăng mà. Nó đâu phải là cái thằng ăn lê ngày xưa đâu. Đó. Sau lưng thằng Cộng sản nó là thằng Tàu Cộng, nó sẵn sàng nó giết sạch người Việt Nam chúng ta. Nếu mà đấu tranh cái kiểu mà Gandhi. Tuy nhiên cái điều này là điều quan trọng là nếu chúng ta có những phương pháp, phương tiện, sức mạnh để giải tán bọn sa tăng cộng sản mà chúng ta không cần phải kéo nhau ra đường để cho chúng nó quýnh dập đầu, xịt máu, thậm chí chết mất luôn. Mà bọn Tàu Cộng chúng nó sẵn sàng giết sạch người dân biểu tình. Bây giờ nếu chúng ta có những phương pháp, những sức mạnh mà chúng ta ra đường để làm việc giải tán bọn sa tăng cộng sản mà chúng ta không bị đổ máu, chúng ta có làm không? Chúng ta có làm không? Mà mình đặt trường hợp nếu chúng ta có những phương tiện đó, những phương pháp đó, chúng ta có sẵn sàng làm không? Chắc chắn là chúng ta sẽ làm. Đúng không? Ngu gì không làm? Thế thì chúng ta tìm đâu ra phương pháp đó, phương tiện đó, sức mạnh đó.
Đồng bào có câu trả lời không? Đồng bào cho tôi uống vào nước thì chúng ta sẽ tiếp tục. Bởi vì tôi sẽ đi vào chi tiết tường tận rõ ràng. Sức mạnh nào, phương pháp nào, quyền năng nào để chúng ta giải tán thế giới cộng sản mà không cần đổ máu. Cũng như chúng tôi sẽ chứng minh và thông báo, báo cáo cho đồng bào được biết về những ứng chứng đặc biệt nào mà Thượng Đế Toàn Năng chọn lựa để giới thiệu người lãnh đạo cứu dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta, và cùng lúc làm việc góp phần phân phát hồng ân cứu rỗi của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại và tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới, cũng như các nhà lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới cần tìm đến để học hỏi cùng vị cứu tinh Việt Nam của chúng ta. Và đó là lệnh của Thượng Đế Toàn Năng ban ra như thế. Và tôi thưa chuyện cùng đồng bào với tư cách là người lãnh đạo cứu nguy dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta. Tôi nhìn hai máy Facebook và YouTube. Tôi chính đây là người được cha trời Thượng Đế Toàn Năng chọn lựa và ra lệnh chỉ định tôi đóng vai lãnh đạo cứu dân tộc và đất nước Việt chúng ta, và đồng thời làm việc phân phát hồng ân cứu rỗi của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại, và kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới cũng như các nhà lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới mau mắn tìm đến tôi để học hỏi tường tận về hai sấm lệnh quan trọng nhất và vĩ đại nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế, cũng như về 10 phép lành phép lạ cảnh báo tận thế. Họ cần được biết tường tận để họ thông báo, báo cáo lại cho dân tộc, đất nước của họ được biết, cũng như cho đồng đạo và cũng như cho giáo dân của họ được biết tường tận khẩn cấp. Tôi xin phép được uống vài hớp nước rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục chương trình. Và thưa đồng bào thương mến, sự thật là sự thật. Sau đây tôi để một bài nhạc bằng tiếng Anh, bởi vì tôi không, chương trình không có chuẩn bị để nhạc sẵn, thành ra tôi có một bài nhạc ở trên trang Facebook, Facebook của chúng ta là facegodjesuschrist.com. Trong lúc tôi uống vài hộp nước, đồng bào có thể vào trang website của chúng ta để tìm tòi, học hỏi thêm về 10 phép lạ phép lành cảnh báo tận thế mà Thượng Đế Toàn Năng đã cho tỏ hiện ra trên mây. Và tôi chính là người chụp được những hình ảnh này. Đây, để đây nha, cái trang website của chúng ta đây nhá. Đâu rồi, để nè, để cho đồng bào coi nha. Chúng tôi để một bài nhạc. Đây là trang website của chúng ta này nha. Website, đâu rồi, đây nè, để cao cao đi. Đồng bào dễ coi.